Cả nhà đã thấy là Phương sau khi Phương Lê tẩy tế bào chết thì da Phương Lê trong sáng lên, bật tông lên đúng không cả nhà? Bật tông lên một chút xíu đó, khoảng một tông đó cả nhà. Tại vì có cái tinh chất vitamin C á, nó giúp cho cái da của mình sẽ bật tông lên. Và đây là Phương Lê sử dụng sữa rửa mặt. À, tiếp theo là Phương Lê sẽ sử dụng sữa rửa mặt Phương Lê rất là yêu thích. Đây là sữa rửa mặt chống lão hóa, nó giúp cho cái làn da của Phương Lê. Sau khi Phương Lê rửa mặt rồi là da Phương Lê mềm mịn và không hề bị khô rát nha cả nhà. Rất là mịn mịn và không hề bị thô ráp. Và cái sữa rửa mặt này á, các bạn có thể massage trên da mặt của các bạn từ 2 cho đến 3 phút và các bạn không hề sợ bị khô ráp da và cực kỳ sạch luôn nha. Cả nhà ơi, sau khi Phương Lê rửa mặt bằng sữa rửa mặt chống lão hóa thì cả nhà đã thấy da mặt Phương Lê đã thật sạch chưa nè. Đó, Phương Lê đã ba bước làm sạch rồi đó cả nhà. Thì ai có những cái làn da mà đang bị mụn, đang bị dầu, đang bị sạm, đang bị nhăn nheo, đang bị dị ứng thì hãy rửa mặt giống như Phương Lê nha. Là chắc chắn là cái làn da của các bạn sẽ tuyệt vời. Tại vì cái cách rửa mặt nó rất là quan trọng. Nó quan trọng hơn là cái cách dưỡng da nữa đó cả nhà. Thí dụ da của mình á, mà rửa mặt không sạch á, thì mình dưỡng nó sẽ không có thẩm thấu và nó sẽ không có đạt hiệu quả đâu. Thì cả nhà thấy chưa, sau khi Phương Lê làm sạch mà ba bước, mới có ba bước thôi là da Phương Lê đã, cả nhà đã thấy nó thay đổi rất là nhiều đúng không?